cách đây 7 năm về trước khi tôi gặp bạn. Tuy bạn là một sinh viên nhưng bên trong bạn có một sự khát khao cháy bỏng thành công tại Olympia. Trong quá trình làm việc, tôi cũng nhận ra rằng bạn là một người quyết tâm rất cao cho dù có nhiều thử thách xảy ra, và bạn quyết là làm. Trong công việc, bạn luôn sát cánh cùng với đội nhóm của mình để hỗ trợ cho đội nhóm của mình thành công. Chúc cho em càng ngày càng tiến xa với kế hoạch thành công của Olympia em nhé. Chị tự hào về em. Tôi thấy bạn làm việc rất là chăm chỉ và chịu khó, và bạn luôn làm việc với có mục tiêu và có kế hoạch. Bạn luôn luôn hướng dẫn đội nhóm, mang một tinh thần đoàn kết, quyết tâm và nhiệt huyết. Trong những cái lần mà đi làm thị trường tỉnh rất là khó khăn, trời mưa, mưa gió, và cũng như là đi hàng trăm cây số bằng xe máy, nhưng mà những cái lúc quá vất vả, dường như Hoàng muốn bỏ cuộc, và anh luôn là cái người mà động viên, nói về những cái mục tiêu phía trước để cho mình hướng đến cái mục tiêu và quên đi những cái khó khăn đó, để mà phấn đấu vượt qua. Với anh là một người bảo vệ rất là tuyệt vời. Đối với em, anh là số 1, và em luôn chúc anh thành công, và em muốn thành công như anh.